Xin kính chào tất cả các quý khán giả của Quang Minh Audio. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Quang Minh Audio. Và clip hôm nay Quang Minh Audio lại giới thiệu cho anh em cái dòng loa chép đấy, chép của một dòng loa chép tháo xe mà Quang Minh Audio mới về được hàng đó. Đây, như trên mình anh em đang được tham khảo đây. Đấy, Quang Minh mới về được một số cặp rồi, đang tháo xe như này. Nó còn bọc nguyên trong từng cặp một trong cái nylon như này để bảo vệ này. Đấy, đó anh em nhá. Đấy, còn nguyên như này đấy, mới về. Và dòng này là một dòng loa chép của thằng tháo xe của BMW anh em nhá, BMW đó. Và có những cái clip trước mà Quang Minh Audio có giới thiệu cho anh em rồi, hôm nay hàng hết tiếp tục đợt này lại về đấy, về được chỗ này khoảng mấy chục cặp thôi đấy, con bọc nguyên này đấy, quay clip luôn giới thiệu cho anh em tham khảo. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu độ chế cho những dòng loa nghe nhạc đấy trong xe hoặc là rơi, anh em có thể tham khảo những dòng này để về phối khép vào những dàn cái nhạc của anh em nhé. Đó, và đặc biệt những dòng này đã được tích hợp sẵn tụ này nha anh em nhé. Đó, đây, hàng tháo xe mà, đây, có đầy đủ sẵn tụ này, đấy, có tụ này. Và bên này sẽ có hai chân, hai dây này anh em nhé. Đấy, hai dây. Anh em nào mà cần cái cầu đấu này này, thì anh cái cầu cắm này, dao đầu rắc cắm này, thì anh em sẽ giữ nguyên. Còn nếu không cần anh em thôi, có thể cắt đi để đấu dây. Mà hai dây này, cái dây mà có đỏ và cam nha, có chấm đỏ này, là dây mát nha anh em nhé, dây âm. Còn cái dây một màu này là dây dương anh em nhé. Tôi đã bóc cái tụ cho rồi ra rồi, đó, hai dây không nhau. Và đây, tôi sẽ bóc ra để cho anh em tham khảo cái dòng loa chép tháo xe điếm đúp này, để anh em là đó, một cặp, từng cặp một đây, rất là nhỏ gọn anh em nhé, rất nhỏ gọn. Đó, và một cặp như này thì đường kính này nó khoảng 4 phân thôi anh em nhé, 4 phân, màng titan anh em nhìn này, màng titan vô cùng sạc. Chất âm của những dòng màng titan này thì anh em có thể nhỏ này nhưng mà chất âm thì cực kỳ là hay luôn, anh em có thể phối ghép vào mọi dòng xe, độ chế vào những con xe yêu của anh em. Đó, và anh em cũng có thể làm nhiều phối ghép vào dàn nghe nhạc đấy, dàn nghe nhạc đấy, gia đình để cho bộ cái giải tép cho len keng tí tách bìm đúp anh em nhá. Đó, màng titan bên trong và phía ngoài được một lớp bảo vệ này đấy, vô cùng chắc chắn, đấy, cực kỳ chắc anh em nhá. Đó, và phía sau đây anh em cứ cho này, trong này dòng loa tép của BMW anh em nhìn này, đấy, của BMW này, Hakman Candon Candon Vlad, một dòng dòng loa tháo xe anh em nhá, Hakman Candon, một cặp này, đấy, từng cặp một về này để giới thiệu cho anh em này, để anh em xem này. Đó. Và anh em có thể là về phối ghép độ chế đấy, anh em có thể độ chế được mọi dòng xe anh em nhé, mọi dòng xe đấy, độ chế những dòng loa tép này thì chất âm nó cải thiện hơn rất là nhiều, nghe hay hơn cực nhiều anh em nhé. Đó, đó, và sau đây thì tôi sẽ test qua bản nhạc để cho anh em cùng cảm nhận được chất âm của cái dòng loa chép tháo xe BMW này anh em nhé, của Hakman Candon này anh em nhé. Đó, có một cặp tôi đang đấu sẵn dây đây rồi anh em, tôi đã sẵn dây đây, con này tôi đã không có đầu rắc, tôi cắt dây ra và đấu sẵn này cho anh em. Đó, sau đây tôi sẽ test qua đoạn nhạc để anh em cảm nhận chất âm của tôi. Đó, và một cặp loa này, một cặp loa của tháo xe của BMW Hakman Candon như này
có nghĩa là 300.000 một cặp anh em nhé. Đấy, 300.000 một cặp này, hai chiếc này và đầy đủ như này cho về cho anh em. Đó. Và sẽ ship code tất cả các vùng miền trên lãnh thổ Việt Nam cho anh em. Đó. Anh em nào mà có nhu cầu thì cũng vui lòng liên hệ với Quang Minh Audio, số điện thoại 0944 737321. Tôi có để lại số điện thoại dưới phần dưới màn hình nhé. Anh em có thể kết bạn Zalo hoặc nhắn tin gọi điện thôi. Tôi sẽ tư vấn cho anh em và gửi lại hình ảnh cụ thể cho anh em. Đó. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video của Quang Minh Audio. Quý vị các bạn ở trong Sài Gòn cũng có thể qua cửa hàng trong quận 7 và Hà Nội, qua quận Đống Đa và quận Hoàng Mai. Và một lần nữa xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video clip kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.